Sau những ngày tháng miệt mài tập luyện, mỗi vận động viên khi bước ra sân đấu đều mang khát khao, sự quyết tâm và cả những kỳ vọng của gia đình, thầy cô cùng những người hâm mộ. Vì thế, thời điểm bước lên bục vinh quang chắc chắn là vỡ òa cảm xúc. Nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất đó là khi họ được trở về tổ ấm với những người thân yêu của mình. Sân vận động náo nhiệt, những tiếng reo hò của khán giả, sự căng thẳng tột cùng, những nỗ lực vượt bậc, mồ hôi và nước mắt, khoảnh khắc vinh quang và ống kính truyền thông. Sau tất cả, có lẽ không ai hiểu rõ ý nghĩa của từ bình yên như Nguyễn Thị Huyền vào lúc này. Hạnh phúc bằng mỗi ngày được nghe bên tai tiếng líu lo của con trẻ. Đó cũng là điều khát khao mong nhớ của cô trong những tháng tập huấn xa nhà, xa gia đình nhỏ. Tôi mong muốn rằng là mình xa nhà rồi, mình xa con rồi, mình phải làm sao để mà mình thi đấu như thế nào, thành tích nào để xứng đáng với những cái gì mà mình đã gọi là đã hy sinh xa con. Và mỗi lần như thế thì em hay bật clip con gái em đấy, bật clip rồi nhìn hình ảnh của gia đình, nhìn vào những thứ đó để mình cố gắng. Khi mà mình là vận động viên, mình còn nhỏ ấy, mình ước rằng sau này sẽ được giỏi như các anh chị, được đi thi đấu nước ngoài này đấy, được ra nước ngoài xong rồi cũng thi đấu tốt thì còn có tiền để mình có thể mang về để giúp gia đình. Chính vào những cái đó để cho em cố gắng nhiều hơn, thực sự là như thế. Mỗi một lần lúc mà em đi tập rồi ấy, khi mà em vận động viên rồi ấy, em vẫn tranh thủ về, em còn nhớ mãi rằng là em vẫn tranh thủ về cấy cho mẹ. Xong là chiều chủ nhật em ăn thứ bảy sao chiều thứ bảy em được nghỉ thì em tranh thủ về cấy, xong đến cả chủ nhật nữa mẹ còn bảo là thôi tranh thủ cấy cho mẹ nốt rồi vẫn đã. Xong là rửa chân một cái là đi lên xe, đạp xe ra ngoài Nam Định để tập. Còn có những lúc mà em mệt quá mà xong rồi tập luyện em không còn muốn tập nữa, muốn dừng lại, nhưng mà em nghĩ đến là gia đình mà rất là khó khăn và mình nghĩ rằng là mình muốn đổi đời, mình muốn thay đổi cuộc sống của mình thì việc đầu tiên đó là mình phải cố gắng, chỉ có cố gắng thì mới thay đổi được cuộc đời của mình. Thi đấu thể thao cũng như trong cuộc sống, đạt đến thành công không dễ, mà nắm chắc được nó trong tay lại càng khó hơn. Năm 2019, trở lại tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30 chỉ sau khi sinh con đầu lòng được 6 tháng, Nguyễn Thị Huyền đã làm nên kỳ tích không tưởng, lập hat-trick vàng tại Philippines, lần thứ 3 liên tiếp bảo vệ ngôi vô địch đường chạy 400m. 3 năm sau, tại SEA Games 31 lần này, cô tiếp tục giành vàng cự ly 400m lần thứ tư và hoàn thành cú đúp khi cùng đồng đội chiến thắng nội dung 4 lần 400m tiếp sức trước khán giả sân nhà trên sân vận động Mỹ Đình. 15 năm theo nghiệp điền kinh, ở tuổi 29, cô đã có một bộ sưu tập thành tích ấn tượng, giành 10 huy chương vàng SEA Games. Có những cái lúc mà mình tập luyện mình bị gọi là tâm lý, vận động viên nào cũng chắc chắn là sẽ bị rồi. Và vận động viên nào mà em nghĩ là đến đỉnh cao ấy, những vận động viên vượt qua được những cái rào cản đó thì là sẽ là có thành tích tốt. Còn những nhiều vận động viên là thực sự người ta rất là tố chất nhưng mà không thể vượt qua được những cái lúc mệt mỏi, những cái lúc khó khăn và đặc biệt là cái tâm lý thi đấu. Thể thao đỉnh cao luôn đem đến rất nhiều áp lực. Vận động viên càng thành công thì cuộc sống đời thường càng khó cân bằng. Riêng với Huyền, cô có một người bạn đời biết cảm thông, quan tâm và cùng chia sẻ trách nhiệm. Anh Phạm Ngọc Quỳnh từng là một tuyển thủ quốc gia môn nhảy cao, nay chuyển sang công tác huấn luyện và chăm lo cho con gái 4 tuổi khi cô vắng nhà. Thì nói thật ra là đàn ông chăm con thì chắc chắn nó sẽ không thể nào tốt bằng phụ nữ chăm con được. Nhưng mà do em cũng là ở trong thể thao thì em cũng biết là mình thông cảm và mình hiểu cho vợ. Thực ra thì công việc chăm sóc con nhỏ hoặc là chăm sóc gia đình thì đối với người đàn ông thì thật sự là vất vả. Nhưng mà cũng không hiểu sao, chắc là do em quen việc rồi nên em thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nếu như khoảnh khắc vinh quang mang đến nhiều cảm xúc mãnh liệt, thì nơi chốn bình yên để trở về có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của nhà vô địch. Cùng những thành công trên sân đấu, Huyền và chồng vừa xây dựng được một căn nhà mới, và niềm vui cứ lấp lánh trong mắt cô khi say sưa nói về những ý tưởng làm đẹp cho tổ ấm của mình.